Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Sơn Design. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẫu áo này nhé. Đây là một mẫu áo cánh rơi. Chúng ta sẽ có 3 cái ly xếp vào thân này. Đó. Phần cổ này chúng ta sẽ cổ leo một bên nhé. Đây nó sẽ hở ra như này, một bên hở. Đó. Thân sau chúng ta sẽ có ly và chìa khóa. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của áo cơ bản, sơ bị cơ bản nhé. Áo này chúng ta sẽ không có ly vai hoặc là ly ben. Chưa? Ở đây các bạn sẽ lưu ý cho mình một chút. Đối với thân sau thì chúng ta sẽ tính cái phần ngang eo này bằng 1/4 vòng eo đã cộng cử động nhé. Chúng ta sẽ lấy cái vòng eo có cử động chia 4 rồi trừ đi 1/1. 1/1 này là độ hơn kém nhau giữa thân trước và thân sau. Sau đó chúng ta sẽ cộng thêm 3/3 ly. Được chưa? Sau khi các bạn tính được thân ngang eo thân trước rồi, thân sau rồi, chúng ta tính ngang eo thân trước này. Ngang eo thân trước thì chúng ta sẽ tính bằng 1/4 vòng eo đã có cử động cộng với 1/1. Thân trước chúng ta trừ đi 1/1 rồi, thân sau chúng ta sẽ cộng thêm 1/1 nhá. Được chưa? Mình tính như vậy để cho cái phần eo của thân trước này nó không bị gãy quá. Được chưa? Ngang nách với cả ngang mông thì bạn sẽ tính như bình thường như mình. Đó. Chúng ta sẽ có được hai thân, thân trước và thân sau. Các bạn có nhu cầu cắt may online về đồ nam hay đồ nữ thì có thể nhắn tin cho mình qua nick Facebook, mình có ghi dưới phần mô tả video này nhé. Sau khi các bạn có được thân trước và thân sau rồi, chúng ta sẽ làm lên một cái dập khác. Chờ, thân trước này là gấp đôi liền. Đây, thân trước này. Các bạn sẽ gấp đôi giấy cho mình. Chúng ta đặt thân trước lên. Các bạn sẽ sang dấu lại cho mình đường vai này, phần ngang dài áo ở đây, ngang nách và đường sườn, đường gấu. Chờ. Thân sau thì các bạn sẽ gấp 2 mép giấy lại với nhau nhá. Thân sau nó sẽ rời em ra. Các bạn sẽ đặt thân sau giật này, đặt lên đây cho mình này. Chúng ta cũng sang dấu lại đường vai, đường dài áo, thân sau, phần ngang nách này, đường sườn, gấu và ly vào đây cho mình. Được. Ly này thì các bạn sẽ chiết cao hơn so với cả phần hạ nách này cho mình tầm khoảng 2/2 đến 3/3 nhá. Ok. Chúng ta sẽ đi xử lý thân trước. Từ đầu vai này, các bạn sẽ lấy lên cho mình 1/1. Lấy lên 1/1 nhé. Chúng ta nối vào ngang cổ ở đây. Được chưa? Tiếp theo thì các bạn sẽ kẻ lên một đường song song từ cái điểm 1/1 này. Kẻ một đường song song với đường xuôi vai cũ nhé. Kéo dài ra này. Chúng ta sẽ lấy từ điểm lên 1/1 này ra đến ngoài này là 15/1. Đây là phần tay cánh rơi. Các bạn có thể lấy 14/1 hoặc là 13. Tùy ý nhá. Được chưa? Sau đó này, chúng ta sẽ đặt thước ở đây, các bạn lấy xuống cho mình 2/2. Chúng ta sẽ vẽ một đường cong. Được chưa? Đây là phần tay cánh rơi. Tiếp theo thì các bạn sẽ đặt thước vuông góc vào đây. Kẻ này xuống. Lấy cửa tay ở đây cho mình là 15/1. Sau đó chúng ta sẽ nối cong vào đường sườn. Được chưa? Khi các bạn cắt này, chúng ta sẽ cắt. Các bạn cắt rộng ra cho mình nhé. Cắt lấy phần thân này. Được chưa? Sang dấu lại cho mình đường hạ eo vào đây.
Đó. Các bạn sẽ sang dấu lại cho mình cái đường vai này, sang bên nửa còn lại. Mình sẽ vẽ lại nhé. Chúng ta sẽ có theo hình ảnh như này, thì nó sẽ leo cổ lên ở thân phía bên trái. Đây là đường gấp đôi thân trước này. Các bạn lấy ngang cổ ra cho mình là 8 phân. Chúng ta sẽ dựng vuông góc lên. Các bạn lấy cái độ cao leo này lên cho mình là 2 phân. Sau đó chúng ta sẽ vẽ phần này cong lên đây. Chưa? Tiếp theo này, phần nửa cổ bên này nhé. Thì các bạn sẽ lấy từ đường giữa của thân trước này, lấy ra đây cho mình tầm 11 phân đến 11 phân rưỡi. Chúng ta nối thẳng này vào đây. Nối thẳng từ điểm 2 phân này vào điểm 11 phân. Được chưa? Các bạn sẽ gấp này vào cho mình. Ta sẽ cắt phần vai này đi. Cắt bắt đầu từ điểm 11 phần đây nhá. Đó. Tiếp này, phần này các bạn mở ra. Chúng ta sẽ lấy từ đây vào đây cho mình tầm khoảng 4 đến 5 phân. Họ sẽ vẽ cho mình cái đường cong này. Chúng ta sẽ lấy cái, đây là phần đáp, lật xuống nhá. Các bạn lấy cho mình tầm khoảng 3 phân rưỡi đến 4 phân. Nối này mà. Chờ, ta cắt đi. Và đây khi lên vải thì chúng ta sẽ cắt liền như này. Và các bạn sẽ gấp xuống này cho mình. Chờ. Các bạn muốn cái phần cổ này nó leo cao hơn thì các bạn sẽ lấy cao hơn cho mình nhé. Đó. Tiếp chúng ta sẽ chuyển sang thân sau. Sau này các bạn sẽ đặt đường giữa của thân trước vào đây. Chúng ta sẽ để cho hai phần vai này trùng với nhau nhé. Đây này, cái đường màu xanh này và đường màu xanh của thân sau trùng với nhau. Để chúng ta lấy được cái vai chườm, vai cánh rơi của thân sau ở đây. Bạn nối vào phần ngang cổ thân sau cho mình. Chưa? Ta sẽ lấy hai đường tay này bằng nhau, hai đường cửa tay bằng nhau nhé. Bạn kéo dài xuống này. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt cho hai cái đường sườn bằng nhau. Được chưa? Bạn đặt nó đây. Ta vẽ lại đường sườn của thân trước để trùng với đường sườn thân sau. Được chưa? Hai đường sườn này phải giống nhau nhé, nó sẽ đồng dạng với nhau đấy. Mình sẽ vẽ lại theo đường màu xanh. Ok. Sau đó thì các bạn sẽ cắt cho mình hai thân sau nhá. Cắt hai thân sau bằng nhau. Các bạn sẽ cắt cái phần đường trên này rộng ra. Cắt phần cửa tay này. Đường sườn này.
và sang dấu phần ly này, sang mặt bên còn lại cho mình. Họ sẽ đặt cho mình hai sao dấu cả cái đường vai này luôn. Ok, anh em sẽ kẻ lại cái đường vai đây. Các bạn sẽ dán hai cái thân sau lại vào nhau để chúng ta xử lý phần thân. Ok, bây giờ các bạn sẽ bỏ thân trước này, các bạn sẽ đặt này, ví dụ đây là mặt phải, thì các bạn sẽ úp mặt hai mặt phải úp vào nhau cho mình. Chúng ta sẽ đặt cho hai cái đường vai này bằng nhau. Sang dấu lại cho mình cả phần này của thân trước nha. Sang dấu lại như này. Đó, ta nối hai điểm này lại với nhau. Được chưa? Sau đó mình sẽ kẻ lại phần vai. Bây giờ chúng ta sẽ cắt phần này đi. Còn nhớ là phải úp hai mặt phải hoặc là hai mặt trái vào nhau. Nếu không thì khi mà chúng ta cắt lên vải thì nó sẽ bị cùng bên nhá. Ví dụ là cùng mặt phải của bên này. Được chưa? Hoặc là cùng mặt phải bên này. Phần này khi mà chúng ta may thì các bạn sẽ gấp này xuống. Đó. Bây giờ các bạn sẽ cắt rời phần bên sau này ra cho mình. Đó, hai cái bên nhá. Ở đây sẽ có cái phần khóa, ta tra khóa, bạn sẽ tra khóa vào đây. Đầu khóa thì các bạn sẽ cho quay xuống dưới nhá, chúng ta sẽ kéo từ dưới kéo lên. Bây giờ chúng ta sẽ đi tạo cái phần ly của thân trước. Đây, thân trước thì chúng ta sẽ có ba cái ly ở đây nhá. Các bạn sẽ kéo dài cái đường hạ eo này ra cho mình. Mình sẽ cho một cái ly nó lên trên. Đó. Một ly ở giữa của đường hạ eo. Một ly nữa xuống dưới phía gấu. Áo này thì mình đang lấy là nó bị ngắn hơn so với cả mẫu nhá. Các bạn có thể lấy dài hơn tùy nhá. Sau đó chúng ta sẽ bấm phần này ra.
sẽ đặt lên một tờ giấy. Chúng ta tạo được cái phần đất ly ở đây. Cái ly ở đây nhá, ly ở giữa này. Thì các bạn sẽ cắt rời phần này ra cho mình. Phần này chúng ta sẽ giải tách ra. Đây thì chúng ta sẽ giải tách tầm khoảng 6 cho đến 8 phân nhé. Mình sẽ cố định nó vào đây. Các bạn sẽ giải tách phần đầu này, tách ra cho mình. Ví dụ đây mình sẽ lấy là 8 phân. Sau đó chúng ta sẽ đặt tiếp cái cạnh ly còn lại vào đây. Phần ly ở đây thì các bạn sẽ giải tách ra tương tự cho mình. Ví dụ mình giải tách cho tầm này. Cái ly ở giữa này thì các bạn sẽ giải tách phần thân này ra. Chúng ta sẽ giải tách ra tầm khoảng 4 đến 5 phân. Đều luôn nhé, hai bên này bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ gấp vào thôi. Các bạn sẽ gấp cái ly này nhá, cứ gấp này cho bằng nhau. Hai cái cạnh của sườn đấy nhá, không cần phải bằng nhau. Các bạn cứ gấp để cho hai cái cạnh của phần ly này nó sát vào nhau trước đã. Thì chúng ta sẽ sửa lại phần sườn sau. Cái ly ở ly thứ hai này nó sẽ ngắn hơn thì các bạn sẽ vẽ cái phần này nó ngắn hơn so với cả cái đoạn các bạn mở ra nhé. Đó. Ly thứ ba ở đây. Ta sẽ gấp hai cái cạnh này vào với nhau. Sau khi được rồi thì các bạn sẽ sửa lại cho mình cái đường sườn vào đây. Chưa, ta cắt bỏ đi. Ok chưa nhỉ? Đó.
Đây nhá, cái phần thân sau này các bạn có thể nhìn thấy cái đường tra khóa ở đây chưa, sẽ tra từ đây xuống dưới. Phần hai phần ly này các bạn siết thì bình thường đó. Đây thân sau khi các bạn may nhá, chúng ta sẽ chừa hai bên này đường may để đủ tra khóa 1/2 hoặc 1/2. Sau đó các bạn sẽ tra khóa vào trước. Cái phần đáp này nhá, chúng ta may hai cái này vào nhau rồi. Phần thân này các bạn sẽ gập xuống thôi. Chưa? Chúng ta sẽ chắp hai phần vai. Chắp hai phần vai này. Các đoạn cổ leo này vào nhau trước. Được chưa? Chắp nhảy, sau đó các bạn là rẽ ra. Chúng ta gập xuống. Gập xuống. Đấy nha, ví dụ may được hai cái này vào nhau rồi. Sơn các bạn may như bình thường nhé. Cái phần bên này thì các bạn sẽ để như này, gập xuống như này, các bạn may hai cái vai này lại với nhau đó. Được chưa? Chúng ta may thẳng hai cái vai này lại với nhau. Bởi vì cái góc này chúng ta không thể may, không may để là rẽ được, nó hơi gắt cái góc này, nó nhỏ quá. Đó. Chờ, đây là phần cổ leo. Phần này khi các bạn mặc vào thì chỗ này nó sẽ bám vào phần cổ chúng ta nhé. Xin nhỉ. Cái đoạn này các bạn có thể là lấy lên tầm khoảng 2/2 hoặc 3 phần, cao hơn tùy ý nhé. Đó. Chưa. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách cắt mẫu áo cổ leo. Cảm ơn các bạn. Các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.